Xin chào các bạn, quay trở lại Usport Channel. Usport.vn không chỉ cung cấp các sản phẩm của môn bóng đá mà thôi, còn rất nhiều các môn thể thao khác. Một trong những môn đó chính là môn bóng rổ. Và chính vì vậy, bọn mình không thể nào chỉ khám phá cấu tạo của các sản phẩm trong môn bóng đá như là giày bóng đá hay là quả bóng đá thôi, đúng không? Và lần này, bọn mình sẽ khám phá cấu tạo của quả bóng rổ. Dụng cụ đã sẵn sàng, bóng đã có, người cũng đã có. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì để giới thiệu sơ qua, thì đây là một sản phẩm banh bóng rổ của hãng Spalding, một cái thương hiệu mà sản xuất banh bóng rổ nổi tiếng bậc nhất trên thế giới và đang là những cái sản cung cấp những cái sản phẩm chính thức cho giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Và đây là phiên bản quả bóng rổ Boston Celtics dành cho fan của câu lạc bộ Boston, câu lạc bộ mà giàu truyền thống nhất trong lịch sử NBA với 17 lần vô địch chung kết tổng. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành mổ quả bóng này. Trước tiên thì chúng ta sẽ xì hơi của quả bóng. Sau khi đã xì hơi xong quả bóng này thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cắt đôi nó ra, chia đôi sơn hà. Sau khi cắt đôi ra thì chúng ta vừa thấy cấu tạo của một quả bóng rổ đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Gần như là quả bóng chỉ có một lớp cấu tạo, và ở bên trong thì chúng ta sẽ thấy là có một cái lớp tráng, một cái lớp cao su mỏng để có thể giữ hơi quả bóng được tốt. Ở bên ngoài sẽ là một cái lớp da. Và đối với cái sản phẩm bóng rổ này thì chất liệu của nó là chất liệu PVC. Nó sẽ có cái ưu điểm nổi trội về cái khả năng chống mòn cũng như là chống thấm nước. Tuy nhiên thì cái lớp bề mặt này nó sẽ tương đối cứng và cho cái cảm giác bóng khi mà chúng ta dàn banh thì cái cảm giác nó sẽ không được chân thật và tốt như là cái loại da PU hay là da thật. Về cái cấu tạo cắt lớp của nó thì như mình cũng đã nói thì nó chỉ có một hai lớp, thì là lớp ở bên ngoài bảo vệ quả bóng, là bề mặt tiếp xúc ở bên ngoài, còn bên trong sẽ là cái bộ phận để giữ các cái hơi của quả bóng được tốt hơn. Thì những cái sản phẩm banh bóng rổ bằng cái chất liệu PVC nói chung như thế này thì nó sẽ tương đối phù hợp với những cái người mà mới chơi, thì sẽ vừa tiết kiệm về chi phí. Những cái sản phẩm này sẽ có giá không cao giống như là những cái sản phẩm bằng banh bằng da thật và da PU cao cấp, thì nó sẽ bảo đảm được cái việc là tiết kiệm chi phí cũng như là chất lượng đủ để chúng ta tập luyện đối với những cái người chơi mới. Và sau khi luyện tập được một thời gian thì có thể chúng ta sẽ chuyển sang những cái sản phẩm cao cấp hơn bằng da PU hoặc là da thật. Thì có thể trong video lần tới thì bọn mình sẽ mổ thử một quả bóng cao cấp hơn để các bạn sẽ có được những cái nhìn và những cái sự đánh giá so sánh về hai sản phẩm khác nhau, hai sản phẩm bóng rổ khác nhau. Và video ngày hôm nay có lẽ sẽ hơi nhạt. Tuy nhiên thì các bạn hãy cũng nhớ là subscribe Usport để không bỏ lỡ những cái video sản phẩm trong tương lai, đảm bảo là sẽ hay hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.